đây nhé, thầy cũng chia sẻ với lại tất cả mọi người nhé. Đây là một cái cây mà mọc trước cửa mộ. Thì nếu mà cái cây này nó là thuộc là cỏ, những cái cây cỏ mà rễ nó ăn xuống khoảng 20 phân thôi thì rất tốt, tức là một cái khu năng mộ hay một cái ngôi mộ mà có cây cối xanh tốt nhá, là một nơi có địa khí tốt, nong mạch tốt, trường khí tốt, là ngôi mộ tốt. Nhưng cái cây nhá, nói với lại mọi người là không được cái cây to như cái cây này nhé, là bị ảnh hưởng đến mộ. Nếu mà dưới đây có xương cốt của cụ là thậm chí rễ ăn xuống hơn 1 mét thì nó sẽ ăn xuống cái bộ hài cốt, thậm chí mà chui vào tiểu và ăn vào xương cốt của các cụ, thì con cháu sẽ ảnh hưởng, con cháu một con cháu sẽ mắc bệnh mọi người nhé. Cho nên là cái khi mà cái cây này thì chúng ta sẽ dọn sạch đi nha, chúng ta sẽ dọn sạch sẽ tất cả đi, không để như này. Cái cây này vừa để án ngữ này, này ở trước mộ này, này cái hai nữa thì rất nguy hiểm là khi mà ăn rễ xuống nhá mọi người nhé. Cho nên là trong gia đình của các bạn mà mọi người mà có những cái cây to này, chúng ta cần sắp xếp thời gian ra để bào sái dọn dẹp cho tất cả cái nó sạch sẽ hết nhé mọi người nhé, thì ngôi mộ chúng ta sẽ có phúc khí rất tốt nhé. Cái này nó dài nó đi cắt, nó có đi cắt Đấy, cái này là hai trong ngày thôi nhưng mà rễ nó ăn xuống hàng mét đây này, vâng, đây này, rễ nó bám hết xuống đây đây luôn này. Cái này ngày xưa ở cái kiểm đấy đấy xem cho giúp lắm nó bắt sống này, nếu mà ông cầm cái tâm này mà làm được thì cái kia nó cũng bỏ con. này, nhìn có cái tọa sơn nhà bên đây rất đẹp luôn. Đây cái này là Nhưng mà cái chỗ này là thuộc của nhà mình chưa bà? Không được chứ, người ta Nhưng mà mình định mua đúng không? mua 6-70 triệu, 70-80 triệu ấy, những cái này thì xem là cái này có được không thì lại lấy. Đang chia hơi nhỏ. Cái chỗ này bà nhé, cái khuôn viên cái đất này thì bà lấy cũng được. Cái này đều theo một cái mạch khí, là cái mạch sơn chỉ, cho nên nó ăn rộng cả cái khu này cơ. Thì xét về long mạch thì cái long mạch chỗ này vẫn tốt bà nhé, vẫn đẹp. Mà cái này có một cái điểm rằng rất tốt là cái phương vị, nếu mà mình xây thì mình sẽ không xây cao hơn cái này, để cái này tạo huyền vũ. Mình xây hấp để tạo cái phương vị huyền vũ. Muốn cho con cháu sống lâu ấy thì phải tìm nơi huyền vũ đằng sau cao dày. Thì cái phương vị đây là phương vị huyền vũ cao mà. Đấy. Nong hổ bằng như chân tay. Đây là mọi người thấy những cái ngôi mộ mà không có nong hổ đấy, tức là không có thanh long bạch hổ đấy, chẳng có tả hữu, không có tả phù hữu bạch, thì bằng ngay chẳng lành, tức là ngôi mộ đó không lành. Cho nên khi mà các em đi xem là đầu tiên ấy là để xem một ngôi mộ, để đánh giá một ngôi mộ được tốt hay là xấu, là được đại cát hay là đại hung, thì đầu tiên ấy là chúng ta phải xem được long mạch, để biết cái long mạch đó là gì, nó được là âm long hay dương long. Ví dụ như long mạch đây thì nó thuộc là dương thủy long cục đấy, tức là dương thủy là sẽ phát dương, tức là sẽ phát về cho con cháu đấy. Cái hai nữa đấy thì khi chúng ta tìm được long mạch rồi thì chúng ta sẽ định được hướng đấy. Cái hướng này thì theo là hướng hoan lạc, tức là hướng thân hôn đấy. Đường mạch chính khí là bính ngọ, nhâm ngọ và bính ngọ. Phân kim thì được chính khí, tức là chúng ta làm sẽ được, khi mà chúng ta lập cái hướng thiên bàn ấy thì chúng ta phải lập được sang chính khí đó. Cái nữa thì chúng ta sẽ tìm đến là phương vị thanh long và bạch hổ đấy, tức là tả phù hữu bạch, chẳng có tả hữu thì bằng ngay chẳng lành, tức là một ngôi mộ trơ trụi ở giữa cánh đồng là một ngôi mộ hung nhá. Thế còn cái sự hung họa thì chỉ có gia đình mới có thể biết là thôi đấy. Con cháu làm ăn lục đục ốm đau, tài chính kinh tế sa sút, thậm chí năm người còn gì vỡ nợ, là những cái ngôi mộ mà trơ trọi giữa cánh đồng đấy, nó không có tả hữu là bằng ngay chẳng lành đấy. Thế còn đất có ngũ tinh thì là rất quý, như cái đây là tôi thuộc mạch sơn chỉ, là bình dương thì cái mạch sơn chỉ là mạch như vừa nói với mọi người là mạch phát bền đấy, phát chậm nhưng mà rất bền nhé. Thì cái cuộc long mạch chỗ này đấy thì bà mà nên gia đình mà sở hữu mà lấy được cái chỗ này là điều rất tốt và nhé.
cái chỗ này thì mình sẽ quy hoạch nó sẽ theo phong thủy sẽ thuận hơn, vì mình làm mới đấy sẽ thuận hơn, mình quay sẽ hướng làm này đúng tốt không? hơn, mình vẫn phải quay hướng này đấy, vì cái hướng này là trong cái trục Bắc Nam, tức là cái trục chính châm đấy, là gọi là cái trục sinh khí nha bà nhá. Và chỗ này thì tốt hơn vì cái chỗ kia thì nó sẽ gần cái góc ao, nhưng cái chỗ này thì nó sẽ ra trung tâm cái ao này đấy, tốt hơn cái chỗ này nhá. Mà gia đình nhà mình mà lấy được chỗ này và sẽ thiết kế làm theo phong thủy đấy, thì nó sẽ ứng vào những cái năm gì, cái phương vị này nó sẽ ứng vào năm Dần Ngọ Tuất nha. Thì cứ năm Dần Ngọ Tuất thì trong gia đình chúng ta sẽ sinh, không, nó ứng nghiệm như năm Dần Ngọ Tuất thì trong gia đình chúng ta sẽ sinh ra những người tài giỏi, hay là con cháu làm ăn thuận lợi, thì tức là ứng nghiệm vào những năm đó À, những năm đấy là ứng nghiệm đấy, ứng nghiệm là cái nha hướng bà này nha. đấy. Thì cái chỗ này là chúng ta lấy được nha, đặc biệt là có cái phương vị Huyền Vũ là rất là bền đấy, nhà này thì mồ mả thì ít khi nhà ta động hết đấy, cho nên là Lúc rất về yên thì tâm. chưa có gì trong cả. Ok họ, Không là đang kể chuyện đấy. vâng, kêu Mới họ vào không đây không là không mới biết là làm họ có ai không, nhưng mà mình không quan trọng, chưa miễn là làm sao cái phương chưa vị làm đó là phương vị tọa sơn. Lắm khi cái tọa sơn chúng ta làm một bức tường, ví dụ như cái chỗ nhà mình kia, bên kia mình tạo ra cái phương vị Thanh Long Bạch Hổ, ta xây ra bức tường thì cho nó tức là cân bằng tạo để cho cái phong thủy chúng ta được cân bằng âm dương bà nhé. Thì cái đất chỗ này là bà có cho thể bà mua xử lý được nhé bà nhé. Cái chỗ này xong mình làm chỗ này thì ba cái ngôi mộ của giữa là các cụ này, hai bên là đây là cụ này còn trên cụ kia đúng không, này cũng 4 thời. bốn là cụ kia là ba đời. Cụ kia còn gọi cụ này là ông. Thế thì cụ đến với bà là kia là bố chồng, Bố chồng. thế là gọi là đến chỗ cánh cái thoảng thì gọi là cụ tam rồi, thế đây là cụ Tứ là tứ. cụ ngũ rồi. Toán là À, gọi là cụ ngũ. đây là Bố bố tôi chồng là cụ tứ rồi. Đời tôi là cụ tứ. à đời bà Bố gọi là cụ chồng tứ, tôi là gọi bằng gọi ông rồi. ông rồi. Thế thì đúng rồi, cánh thoảng thì gọi là cụ ngũ đại này. Ngũ đại. Thì chúng ta làm xong làm cả cái khuôn viên Còn chỗ tôi này, là cụ 9 đời đi thì ra bây hai giờ bên này không còn gì. đấy là rất là đẹp luôn. Khuôn viên tạo thành cái khu khuôn viên lăng mộ của gia tộc gọn gàng. Mà cái ngôi mộ thì chúng ta không Tôi để cho thì mọi hơi ghê người, là em lưu ý nhé, là mồ mả khi mà mai sau em thiết kế đấy. mộ cho gia chủ ấy, thì lên tư vấn gia chủ là không không nên thiết kế để cho nhà ta đi ngang về tắt qua cái khu mộ nhà mình đấy. Mấy Nên là hôm các em hôm thấy là cái đi khu đến lăng đấy mộ nhà đi thầy qua thầy xây cao hẳn lên đến 1,8 m đấy, là không cho ai họ đi, có cửa thôi, không cho ai họ đi ngang về tắt qua cái khu lăng mộ nhà mình, trong khi họ xéo lên cái ngôi mộ chúng ta cũng bị ảnh hưởng nhá. Thì cái chỗ này là đẹp bà nhá, lấy được nhé. tôi xem một chỗ đánh ra chỗ này thì nó rộng hơn, nhưng mà lại cứ cái đất này là 8 tháng đấy, nhưng đất này rộng